Clip này em Tuấn sẽ test chiếc âm ly Boston PA1300 480W cho các bác. Dòng này các bác đánh nghe nhạc hát karaoke bass 25 ok nhé. Con này em đã có clip quay khui riêng cho bác rồi. Clip này là chỉ test thôi. Bác nào cần em gửi clip khui cho. Đây là cái nắp của nó này, đẹp xuất sắc luôn nhé. Không thể chê được. Người kia được. Riêng con này mà treo chê bó tay. Mức giá 5.900.000. Sau đây em Tuấn sẽ test cho bác. Vâng, hôm nay mà Tuấn giới thiệu cho bác đến chiếc âm ly Boston. Phải nói là nó quá đẹp luôn ạ, đẹp xuất sắc cho bác. Con này đẹp, hát thì bao phê, hát rất hay. Đêm đang cái để mic sẵn này. Đấy, bác bảo ngồi gần như thế này mà không rú rít thì có phê. Bác nào cần chi tiết về bo mạch của âm ly này, em đã có clip giới thiệu khui hàng chi tiết cho bác rồi. Đây, con này nắp mạch ở đây. Hàng đẹp xuất sắc như mới. Mức giá là 5.900.000, 5.900.000 bác nhé, 5.900.000. Sau đây mà Tuấn sẽ test nhạc và chất âm cho bác. Đây, em mà test thử chất âm mic cho bác ạ. Con này mà hát không hay thì con nào hay đấy. Con này công suất 480W. Các bác có thể đánh được đôi bass 25 thoải mái, ăn đét. Đây này, các bác rất ấm áp luôn. Để tiếp theo thì Tuấn sẽ test karaoke hoặc là test nhạc cho bác này luôn. Trên nền của chiếc công ty Boston Audio PA1300 480W. Để mà tắt chế độ echo nhé. Đấy, khi tắt chế độ echo đi thì các bác phát biểu nói nó dễ nghe hơn. Đây là chế độ phát biểu. Chiếc Boston này công suất rất là hay, echo, reverb đều là hay. Mà nói tóm lại nó là hàng xịn rồi thì không có gì để chê. Và đặc biệt nữa là em Tuấn đã sẽ làm một clip khui trước, sau, trong, trên, dưới cho bác kỹ về chi tiết con Boston này. Mức giá em cũng báo luôn 5.900.000 cho bác tham khảo giá toàn quốc cho nó dễ. Bao xịn, bao chất, bao giá trị luôn cho bác. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Còn sau đây em mời các bác vào với cái bản test nghe em test nhạc. Được chưa? 5.900.000 bác nhé. Công suất cũng báo luôn rồi. Đây, sau đây mời các bác vào với cái bản test nhạc nghe nhạc cả. Vừa nghe vừa hát thì toàn luôn. Còn con này thì không có lý do gì mà không hay cả. Lên. Gõ cửa trái tim và em đường vào, dù tình xót xa trong thân huyền đào, ngủ với thiên ba. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, nắm tay thầm thờ đêm mơ vẫn sắp tới, tình này vẫn mơ vơ. Có đôi loa em đang test hát karaoke cho bác, đó là đôi loa JBL, model là 8330A. Đôi này em Tuấn cũng đã giới thiệu cho bác rất là nhiều và đôi này đã khui hàng cho bác rồi. Phần tần của trong ấy nó bằng cái bàn tay luôn mà quá khủng luôn. Đôi 8330A này các bác có thể nghe nhạc và hát karaoke. Đấy. Vỏ composite, hàng made in USA, hàng xịn. Mức giá 4.990.000. 4.990.000. Và cứ tham khảo giá toàn quốc. Tất cả âm ly, loa, tất cả mặt hàng trên kênh của em Tuấn em đều báo và khai giá rõ luôn để cho bác có sự lựa chọn, so sánh giá của Tuấn này với lại một số cửa hàng khác hay như nào. Các bác thoải mái so sánh cả cái hộp túi tiền thì liên hệ với em Tuấn để cho tránh phải gọi mặc cả thì theo em khai giá luôn để cho bác thoải mái chọn. Đấy, hộp túi tiền thì liên hệ với em. Và kênh của em bán hàng đến mười mấy năm rồi. Em cũng không thích vòng vo lòng vòng đâu ạ. Anh thích thì anh chốt, còn anh không thích thì anh có thể tham khảo chỗ khác rẻ hơn nhé. Thấy của em đắt hơn thì tìm chỗ nào rẻ hơn được, nhưng cái giá trị của mặt hàng thì không có cái gì ngon bổ rẻ cả, nó phải hợp lý với túi tiền. Chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn một số chỗ nhưng nó không thể rẻ hơn nhiều được.
nó chỉ 500-700 chẳng hạn thôi, chứ bây giờ mà một chiếc âm ly như này mà bác mua nó rẻ hơn so với em 1-2 triệu thì không bao giờ có. Nếu mà như thế thì bác phải xem lại là có âm ly có vấn đề hoặc đôi loa có vấn đề gì. Còn sau đây mời các bác nghe tiếp tục bản test, em tôi sẽ test tiếp. Thank you.